liên quan đến vụ bắt kẻ đâm chết chủ căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin. Ngày 25 tháng 6, Công an quận Bình Tân và Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm rõ được động cơ gây án của đối tượng Phạm Ngọc Việt, sinh năm 1987, ngụ thành phố Hải Phòng, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, nghi phạm Việt khai nhận thuê căn nhà ở cách nhà ông BVV, sinh năm 1964, ngụ quận Bình Tân, vài trăm mét để kinh doanh. Thường ngày, Việt thường hay chạy thể dục buổi sáng và gặp ông V. Trong một lần tập thể dục, Việt chạy ngang qua nhà ông V thì ông này vô tình quét rác trúng người Việt và không xin lỗi. Sau đó ông V có nhiều lần tỏ thái độ không thiện cảm khi Việt chạy bộ tập thể dục qua khu vực. Từ đó Việt suy nghĩ là ông V khinh Việt nghèo nên đã chuẩn bị quần áo ba lô dao để sát hại ông V. Theo đó, sáng ngày 14 tháng 6, Việt mặc áo tráp mang theo dao đi tới trước căn biệt thự của ông V ở đường số 3A, khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân và lập tức rút dao đâm nhiều nhát vào người ông V khi ông này đang quét rác ở sân bên hông khuôn viên căn biệt thự. Gây án xong, Việt tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, Việt vứt áo tráp xuống kênh và quay về nhà để sinh hoạt như bình thường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày 24 tháng 6, phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận Bình Tân đã phối hợp bắt giữ được Việt. Tại cơ quan công an, lúc đầu Việt còn nói công an bắt nhầm mình cũng như không chịu khai báo. Nhưng sau gần 6 tiếng khai thác quyết liệt từ công an thì Việt mới thừa nhận hành vi gây án.